Xin chào quý vị và các bạn. Rãnh áp thấp có trục Tây Bắc Đông Nam nối với vùng thấp trên khu vực giữa Biển Đông mới hình thành nên hầu khắp khu vực trên cả nước chuyển nhiều mây và có mưa. Dự báo đêm nay và sáng mai, đới gió Đông Nam của phần phía Bắc rãnh áp thấp đẩy ẩm từ biển vào khiến cho Bắc Bộ trời chuyển nhiều mây hơn. Khu vực vùng núi và Trung Du có mưa rào và dông. Còn trưa chiều mai trời nắng gián đoạn nên nhiệt cao nhất trong ngày mai ở Bắc Bộ vì thế sẽ giảm còn từ 31 đến 34 độ. Rãnh thấp Tây Bắc Đông Nam cũng làm cho thời tiết miền Trung thay đổi. Ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, nắng nóng giảm về cường độ, nhiệt độ cao nhất chỉ còn từ 34 đến 37 độ. Còn từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 32 đến 35 độ, chiều tối có mưa rông rải rác. Thưa quý vị, tối nay lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đêm thứ 3 sẽ chứng kiến cuộc tranh tài giữa hai đội Đức và Ba Lan. Đồng hành cùng lễ hội pháo hoa tại Đà Nẵng Downtown là show diễn nghệ thuật thể thao mạo hiểm Dòng sông thức giấc vào lúc 17 giờ 30 phút hàng ngày và show nghệ thuật đa trải nghiệm kết hợp với pháo hoa bản giao hưởng bên sông vào 20 giờ 30 phút hàng ngày sắp ra mắt. Với màn trình diễn jet ski và flyboard đỉnh cao của các vận động viên hàng đầu quốc tế. Ngoài ra, quý vị có thể đến với Bà Nà thời gian này. Chúng ta sẽ được thưởng thức show diễn khu vườn thần tiên đặc biệt, quy tụ hơn 200 nghệ sĩ trong nước và quốc tế, với nhiều màn trình diễn xiếc kinh điển và độc đáo. Buổi tối, thời tiết chỉ còn khoảng là 22 độ. Du khách có thể ở lại qua đêm để tận hưởng thời tiết mát lạnh và trải nghiệm đốt lửa trại, nhảy búa cùng nghệ sĩ quốc tế. Trong khi đó, tại phía Nam, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên cả Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa dông nhiều trở lại và tập trung vào chiều tối. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Trên toàn biển Đông, bao gồm hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa có mưa rào và dông, khiến cho tầm nhìn giảm thấp và nguy cơ về tố lốc trong cơn dông. Ngoài ra, bà con ngư dân cần phải đề phòng sự xuất hiện của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong những ngày tới trên khu vực biển Đông. Đến đây, bản tin thời tiết tổng hợp ngày 22 tháng 6 xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại!